Có bao giờ các bạn thấy người khổng lồ và người tí hon trở thành đôi bản thân chưa? Chưa bao giờ đúng không? Đó là khi hai nhân vật này bị lạc đường. Thì bây giờ mình và chàng dân chị ở đây đang bị lạc đường, không tìm được đường về nhà. Và bây giờ tụi mình quyết định mình sẽ trở thành người khổng lồ và chàng dân chị sẽ trở thành người tí hon nha. Đây, các bạn thấy nè, hai người này kết bạn với nhau. Đó, hai người lạ nha, kết bạn với nhau sau đó sẽ trở thành một người là người khổng lồ và một người là người tí hon. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép đôi với gọi là chàng dân chị nha các bạn. Ok, rồi bây giờ thì ghép đôi thôi. Vô vô em ơi, chúng ta cùng nhau ghép đôi. Và mình đã trở thành người khổng lồ và chàng dân chị trở thành người tí hon. Tụi mình sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua nha. Đi thôi em. Ok, qua trước đi em. À, các bạn thấy không, hình này là người khổng lồ nè, hình này người tí hon nè. Nó phải bấm nút mình mới qua được. Bây giờ thì làm sao để gọi là có thể qua được bên này đây? Bấm nút mà, hay như thế nào? Bấm nút để đi qua thôi em à. Đây, cái này là gương vàng nhưng mà tụi mình chưa nhận được đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định bên nào là bên nào. Đây, em là màu vàng của bên kia. Đây, người tí hon sao mà qua được bên của người khổng lồ? Người tí hon là bên kia kìa, có cái lỗ kìa. Đó, người khổng lồ thì qua bên này. Đơn giản thôi các bạn, phải kết hợp với nhau tìm đường về nhà thôi. Rồi ok, let's go. Mình đang là khổng lồ nè, chặn như vậy tí hon nè. Rồi anh qua trước cho, để anh giúp em. Ok, rồi qua đi em. À, đôi bạn thân cùng đi với nhau. Ok, rồi bây giờ cái này sao đây? Hiện tại là cái này á, là chặn bọn chị em phải qua trước rồi. Anh không chui qua được cái lỗ này đâu, em phải qua trước để bấm nút cho anh nè. Đó, thấy chưa? Kết hợp quá là đẳng cấp luôn các bạn. Không thể tưởng tượng được. Rồi, đi tiếp. À, bây giờ thì cho có lẽ là mình sẽ qua đây trước để cho chàng con chị nó có cái đường đi đi. À, đi đi em. Rồi, wow, coi bộ hai tụi mình ăn ý với nhau ghê nhờ. Quá là ăn ý với nhau luôn. Đúng là chàng con chị và chị Selene. Bộ phải anh Selene thích màu hồng chứ không phải là chị Selene nha. Đấy, các bạn thấy cái lỗ không? Ê, em từ từ đã, anh nhảy lên cái đá. Em chui qua cái lỗ đó thì làm sao mà được. Rồi, qua đi em. Đây, nó sẽ chui từ cái lỗ này qua nè các bạn. À, đã chưa? Ơi, mình có cái gì đây? Mình vừa mới có cái gì đây? X2 à? À không, cái này không cần. Rồi bây giờ anh bấm nút em nhảy qua nha. À, phải những người cao như thế như mình mới làm được. Ví dụ như bây giờ nó thấp quá đâu nhảy qua được cái tường này đâu. Đấy, mình nhảy qua được nè. Đó, nên mình phải gọi là bắt cầu cho nó qua. Rồi tiếp theo là em đi trước đó. Em đi xuống trước đi. Em bấm nút anh ấy đi được. Đó, em cái lỗ nhỏ xíu sao anh chui qua được này, mình đâu có vô được đâu mà. Đó, em chui qua trước đi. À, mình nhảy qua. Ok. Ờ đúng rồi, mình nhảy qua trước chứ nó chui qua mình đâu qua được. Rồi, bây giờ là mình sẽ ố có thể chuyển đổi nè. Nếu như các bạn có 169 Robux các bạn có thể chuyển đổi với nhau. Nhưng mà khoan, để anh vô cửa hàng xem có người ta bán cái gì nè em ơi. Có quà nè em. À, quà để tặng người khác à. Từ từ em. Anh đang coi là nó có một cái gì đây để chúng ta có sử dụng không? Cuộn tốc độ nè. Không được rồi. Nói chung tất cả những cái thứ đây là đều tốn tiền hết. Rồi đi lên. Let's go. Không biết là chàng như vậy sẽ giúp mình cái gì đây. Tắt cái này đi, không cần. À, bây giờ thì mở thì lên. À, bấm nút đi em. Wow. Ok. Rồi, bấm cái nút này, cái bức tường nó sẽ biến mất. Qua đi em ơi. Đói. Ôi, từ. Ui, từ em ơi. Bình tĩnh. Anh chưa có gặp nước cái này mà. Bóp tìm tí các bạn, lỡ tay thôi chứ không phải lỡ chân thôi chứ không phải lỡ tay. Ok, qua trước nè. À, bấm nút cho anh. Ui, kết hợp nha cái này, kết hợp. Em cho nó nè. Ui. Cái này khó đây, tại vì nó có một cái laser xoay, các bạn thấy chưa? Cái này nó có laser xoay nè, cho nên là rất khó khăn đây. Qua đi em. Tập trung nha. Đứng nghiêm. Rồi tiếp tục. Qua. Rồi, bấm nút. Từ từ. Qua. Chạy qua luôn. Từ từ. Úi giời ơi, chẳng chị. Quá bèo. Lại quá bèo. Rồi, ok, lại à. Cố lên em ơi, tập trung em ơi. Đừng có mà hấp tấp quá. Đây, anh đứng im cho em mà lo gì mà hấp tấp. Oh my god, xíu tí mình bị bắt rồi. Qua nè. Đúng rồi em à. Từ từ cái này để anh qua cái đã. Anh hơi cao. Đấy, qua hơi khó. Rồi, bây giờ là người khổng lồ là màu tím, người tí hon là màu vàng. Trời ơi, đơn giản luôn các bạn ạ. À. Đơn giản như đang giỡn luôn. Ơi, từ từ em ơi. Chưa được đâu. Anh em mình lên đây là sai lầm rồi, xuống đi. Lại. Em qua trước đi. Mình lên sai rồi. Đó, thấy chưa? Nó người nó nhỏ hơn mình nên nó qua dễ. Đây. Còn mình qua là cái này nó hạ xuống luôn. Rất khó cho nó. Rồi đi luôn đi em. Đi luôn đi. Được mà. Ok, qua được rồi. Ui. Cái gì? Nếu bạn thích cho bạn bè của bạn, bạn nên nhắn vô hình. À, tạo ra vô hình là nhưng mà tốn tiền. Cái này giống băng truyền quá ta. À, đưa mình đi lên đã không? À, quá đã. Rồi, ok, đi tiếp.
anh em mình đã tới được đây rồi là cũng phải gọi là quá là ghê gớm nha các bạn. Ui cái này hình như là tự lực cánh sinh đấy các bạn ơi, chứ không thể nào mà giúp được đâu. Cố lên em ơi, cái này tự lực nha. Rồi qua đây. Không biết là mình không biết là mình sẽ như thế nào đây nữa. Rồi qua. Qua. Lên. Chuyện gì xảy ra đây? Bên này đúng không? Qua đây. Cái này mình phải bấm nút cho chàng nhân chị nó qua rồi. Nếu mà các bạn có tấm thảm ma thuật bên kia kìa, bạn bay tới nơi luôn, tới đích luôn, chứ cần gì mà phải leo mấy cái này cho khổ. Qua đi em. Qua kia đứng. Ừ. Đấy, nó sẽ biến mất mà. Ok. Các bạn thấy chàng chị hợp với mình không? Lâu rồi không thấy thằng Hào các bạn ơi, nay có chàng nhân chị thay thế rồi, được ok rồi. Chàng chị gọi là cũng như thằng Hào vậy đó, cũng là những người bạn với mình, những người bạn tốt. Rồi. Ôi da. Cái này nhìn nó giống mê cung quá ta. Ừ, cái này từ từ nha. Cái này nhìn giống như đang rổ vậy đó. Ây da. Ok, quá tuyệt vời. Quang cảnh tuyệt vời. Rồi bây giờ để anh qua trước, em cứ bình tĩnh. Để anh bấm nút trước. Đó, rồi. Qua đi em. Nhanh nhanh em ơi, không có nhiều thời gian đâu. Come on. Chúng ta sẽ gọi là có thể cho người khác đấy. Rồi, cái này thì các bạn không thể cho ai được đâu. Nếu mà các bạn cùng với một người nào đó kết hợp với nhau thì các bạn chỉ có cho chính mình thôi. Tại vì người đó thua thì mình cũng thua à, nên không cho ai được đâu các bạn. Nên là cứ tự tin mà gọi là hạ vượt qua chú đi, đừng có suy nghĩ là cho người khác. Rồi, qua. Ôi ơi, không được thôi, đừng có vô mấy chỗ đó lừa. Ê, chơi. Cho luôn á. Cái này cho các bạn, cái này cho. Đúng là tính cho. Wow. Nhiều cái đúng là ảo ma ra, cái này đừng nói là nó tàn hình luôn nha. Không. Cái này bấm nút sau đây. Ơ. Cái này bấm nút sao trời. Thôi nhảy qua luôn đi xem coi như thế nào em ơi. Mình đứng đó mình cũng đâu làm gì đâu. À. Ui trời. Ghê. Ảo thế. Bây giờ sao nó nhảy xuống đem, nhảy xuống lên. Ui ghê quá, hên quá. Yeah, đuổi kịp hay rồi. Tuyệt vời. Đấy, cái này thì nhảy qua thì biến mất nè, thấy chưa? Hai đứa này nó không có sự kết hợp với nhau. Nó chỉ gọi là thích nhảy vì sao lại nhảy thôi các bạn, nó không có sự kết hợp. Bởi vậy hai cái này nó cùi với tụi mình. Quá cùi luôn. Nghĩ sao mà nó không kết hợp với nhau nhờ. Đây. Từ từ đó. Để mình xem coi. Cài đặt này có gì đây? À, nhạc ha, không cần nhạc. Bây giờ thì mình qua đây đây. Ơ, sắp bỏ mình rồi. Hai cái này bắt đầu nhanh, hai cái này bắt đầu tăng tốc rồi đó. Mình chơi nó xong cái này nó tăng tốc lên rồi các bạn. Cố lên em, phải vượt qua tụi nó. Cố lên. Rồi cái này sao đây? Em phải nhảy lên bấm nút đi em. Ok, tiếp tục. Tiếp đi em. Rồi đó, phải như vậy chứ. Đúng rồi. Tiếp luôn em. Hay quá, đồng đội của mình quá bà rồ. Đồng đội bên kia coi như là hết cứu rồi. À, hai đứa kia hết cứu rồi các bạn, gà quá mà. Qua, tụi mình đã vượt qua được một đối thủ đầu tiên. Đối thủ gọi là đứa cao, đứa thấp, đứa lùn, đứa cao, đứa khổng lồ, đứa tí hon. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, rồi, tít. Vô đi em. Ừ, đúng rồi. Leo lên, bấm nút anh mới qua được. Hay mình bấm nút cho nó qua ta. Bấm nút cho nó qua được không? Không, nó phải bấm nút này là màu vàng mà, nó phải của mình đâu. Ui, cái này ghê vậy. Rồi, bấm nút cho. Vô. Từ từ, ok. Rồi, let's go. Trời ơi, giờ sao ta? À, cái này bị chặn rồi em ơi, từ từ, để anh bấm nút cho. Ê, úi dồi, anh hơi gà. Anh hơi gà anh tí, đỡ bên. Yeah, từ từ. Bấm nút này trước để nó chui vô nè. À, các bạn thấy màu tím không? Nè, các bạn nhìn cái đường màu tím này nó bị chặn này không? Đó, bây giờ mình bấm vậy để nó chui lên nè. Sau đó bấm cái nút này để mình đi qua nè. Đó, rồi đi qua luôn em ơi, qua luôn. Đi luôn, được mà. Qua luôn. Đó, bình thường mà đâu cần phải chỉnh đâu. Cái này thì... Từ từ em ơi, anh thấy nó có gì đó sai rồi đó. Ây da, từ từ. Rồi, qua luôn. Ây da, từ từ, té em ơi. Tụi mình sắp gọi là tới nơi rồi. Cố lên, cái gì đây? Tôi rất đói, ly làm ơn quyên góp. Thôi ông ơi, ông đừng lừa tôi. Ông dụ tôi gọi là từ thiện cho ông à. Tôi còn có tiền để tôi ăn nữa, tôi từ thiện cho ông. Rồi qua đi em. Let's go, Kinshana. Cẩn thận cái dòng màu đỏ nè. Cái này là em tự lực cánh sinh đây, không ai giúp em được đâu. Đó. Đủ
Đúng rồi, em bấm nút đi. Hay quá em ơi. Tới đi em. Đúng rồi em ơi. Anh rất thích cái gì ta, phong cách của em. Rồi, qua luôn. Qua được chưa? Ok, đi thôi. Ui, sắp tới nơi rồi các bạn ơi, sắp tới nơi rồi. Vậy là mình đã vượt qua tất cả mọi người để mình có thể gọi là tới đích cuối cùng rồi. Hay quá. Rồi em nhảy qua trước đi. Nhảy qua trước đi em. Rồi anh xuống sau. Bây giờ nó quay qua đây nó làm bên kia kìa. À, nó phải làm như vậy này mới được nè. Được chưa? Không đơn giản đâu. Rồi tiếp tục. Cái này cao đấy, anh nhảy trước. Em cứ bình tĩnh. Qua. Ơi mình có bấm một cái gì màu tím không biết nó nhảy qua được không ta? Được à. Rồi sao nữa? À cái này nó chỉ cần bấm đứng im mà. Ui nó bấm vậy thôi à. Yes. Ủa chưa hả? Tưởng kết thúc rồi chứ. Bấm nút. Hả? Sao cái này không có nút? Hả? Nút đâu? Cái nút kia đâu? Em phải dò nút em ơi. Cái này khó à nha. Nút đầu tiên nè. Ôi trời ơi nó lừa. Không phải cái đó rồi. Không phải luôn. Tội nghiệp chẳng chị tìm đi tìm quá trời đấy giờ. Cái bên này rồi. Ok. Rồi. Ê tính ra người khổng lồ khỏe hơn người tí hon các bạn. Người tí hon phải mở đường tìm tùm lum tùm la mà người khổng lồ đâu cần phải tìm gì đâu. Rồi tiếp đi. Tính em nhớ không? Nhớ bên nào không? Không phải luôn. Tội nghiệp. Không phải luôn. Chính xác. Cuối cùng cũng tìm được. Rồi nhớ cái này là cái nào không? Để coi nó nhớ không. Không nhớ rồi các bạn ơi. Nó đi đại thôi chứ nó không nhớ được. Đây cái này. Chuẩn cái này em ơi. Quá chuẩn. Lúc nào đây nhớ nè. Nó nhớ nè. Ui sai rồi. Em không nhớ. Em chọn đại đi. Em bị đặt chờ. Nhớ nữa. Không nhớ nổi. Không cái đó. Ừ, cái... Ủa cái này là cái nút này đang ngẫu nhiên hay sao ấy. Đúng rồi nè. Rồi. Rồi ok. Let's go. Ok rồi em ơi. Qua đi. Uầy. Ôi mày cứ đến cái này sao ta. Không đến này. Cái này cũng khó nè. Cái này khó cho mình nè. Cái này mình phải nhảy qua bên hông nè. Đâu phải dễ đâu các bạn. Rồi. Này cũng dễ mà ta. Rồi qua rồi đó. Bây giờ đến anh. Lời đã, anh qua đây anh dặm nút cho em cái. Rồi qua đi. Chúng ta sắp thành công rồi, sắp kết thúc chương trình rồi. Ok, tuyệt vời. Ôi cái này phải nó bấm cho mình chứ. Ơi từ từ em. Rồi, lên đây, bấm màu vàng cho nó cái. Ơi lộn nhầm bên đây. Ây da, dính kìa. Rồi bấm nút cho anh. Từ từ đây em. Lên. Rồi em qua đi. Qua đi em trai. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Quá đã. Có mấy em như vậy quá ngon luôn đó bạn ơi. Kìa. Kết thúc. Yeah. Qua. Không biết nó cho mình cái gì đây ta. Kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Ê. Từ từ đây em ơi. Anh qua liền. Anh tới liền. Ê. Trời ơi. Rồi. Cái này là em phải cố gắng nha. Em không cố gắng là không được đâu đó. Anh đã cố gắng hết sức cho em rồi. Rồi qua nè. Tới luôn. Rồi để anh qua trước cái đá. Từ bình tĩnh. Anh chưa qua được đâu. Đấy. Qua. Yeah. Tới nơi rồi. Để xem coi là tụi mình sẽ nhận được cái gì nha. Đây là phần thưởng của tình bạn. Đấy. Kết hợp quá ăn ý. Rồi đi qua thôi. Cái này nhảy qua thôi em ơi. Giờ biến mắt. Ui có giờ biến mắt mà. À không qua bên đây nè. Không được rồi. Cái đó. Không có đất gì được à. Không được đâu. Đường này nè. Tham cái đường đó đi lẹ. Đây nè. Đấy em phải bấm nút để cái này nó hiện lên. Cái này là kết hợp với hai người luôn nè. Hai người cùng về đích một lúc. Cái này là rất là nhân văn nha các bạn. Hai người cùng về đích một lúc luôn. Gọi đi em. Qua đây. Qua đây, ấy sao đâu, nó biến mất mà sợ. Cứ bình thường, bình tĩnh đi em à. Rồi lên. Một. Ê, từ từ biến mất em ơi. Cùng nhau về đích nào. Ê. Không sao, nó về đích sao cũng được. Tại vì nó không biến mất đâu. Đấy, nó biến mất tí nó hiện lại mà.
Ôi, về đích cùng nhau mới mới được. Các bạn không, mà về đích trước chứ cũng đâu có được đâu, lá cờ này đâu có xanh đâu. Đó, vậy mới được nè. Wow, chúng ta đã có gọi là thảm bại thần kỳ rồi nè. Thấy chưa, mình nói có sai đâu các bạn. Hồi nãy là vậy thôi. Ê, khoan khoan khoan. Đây, Lucky Block, Lucky Block. Ố, hoán đổi vị trí à. Lucky Block của mình hoán đổi với thanh niên này. Ôi ôi. Nuốt cái chai vô nó nhảy gì trời. Đổi lại coi. Ây ừ, cũng vậy rồi các bạn ơi. Và đây là thảm thần kỳ nè. Wow. Ôi từ từ từ. Bây giờ mình không thích bộ đồ màu trắng của thằng nhận như vậy thì mình sẽ đổi qua bộ đồ khác cũng được nữa các bạn. Đổi bộ đồ này đi. Ngầu quá, ngầu luôn. Ngầu như bùm cầu. Quá đã. Ui nó bay kìa. Bây giờ là căn đổ văn nè các bạn. Căn đổ văn lên đường thế nào. Wow, đẳng cấp các bạn, đứng chéo chân luôn nè. Rồi, tuyệt vời. Bay thôi. Quay các bạn thấy không, bay nè. À, quá đã luôn. Rất là nhiều người ở đây nhưng mà họ vẫn chưa qua được. Vậy mình sẽ cho các bạn coi là mình nói đâu có sai đâu bạn, mình nói chính xác là có rất là nhiều người ở đây nè, nhưng mà họ có đã qua được đâu. Bên này, bên này, bên này. Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Có hai người này là khác nè. Vẫn chưa đi qua được nè. Đó, thấy chưa? Tội nghiệp không, đi tiếp để mình cho các bạn coi còn nhiều lắm. Còn quá trời người ở đây nè, họ vẫn chưa qua được, họ đang gọi là bị mắc kẹt ở những cái chỗ mà gọi là ôi sao mình qua không được nữa. Này nè. Đây, thêm một cặp đôi nè. Cặp đôi hoàn cảnh, người lùn người cao. Đấy, thấy chưa? Cặp đôi hoàn cảnh nè. Hai bạn nữ này người lùn người cao nè, té nè, thấy chưa? Rất là khó chịu luôn. Thôi, vậy là được rồi các bạn ơi. Từ từ để mình gọi là căn đổ văn cái đã. Yo, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy hay đừng quên để cho mình like và đăng ký mọi sẻ xem cảm ơn dương cáo nếu các bạn fan nhà chính ủng hộ mình nha. Bây giờ mình đang cưỡi căn đổ văn để đi chơi rồi. Đi thôi chàng nhắn chị ơi, let's go. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.